Mình đang ở Di An, nói chung là 5 giờ nhé, mình sửa cái máy năng lượng. Tình trạng hư thì nói chung là máy này thì chắc là không hư đâu. Nó hư cái phụ kiện thôi nhé. Đây. Chung là cái ROM của nó lâu lắm quá rồi, nó bị mục rồi nha mọi người. Nó mục quá, nó pét hết cái ROM, nó thủng lỗ luôn. Đây, ví dụ như cái ROM này. Lủng cái lỗ ra ngoài luôn. Ngày nào mà nắng là liên tục là nó phun á. Đây. Đây nha mọi người, cái lỗ này của nó mất hết cái ròng này, rút hết cái ròng rồi. Bây giờ nó sáng đẹp như vậy, nói chung là nó bị cong méo hay là bị lủng thì là thay vào không được nữa nha. Giờ nó vẫn đang bốc khói này. Nhất điểm này, nó cũng bình dân nữa. Ngày xưa đến có lại ròng nhỏ hơn, ròng 47. Ròng 47 thì nó chỉ có mét rưỡi thôi. Ống 58 này là mét 8 này. Một loại cao cấp nhất là ống 70. Cái nào ống 70 ấy, là cái tay anh thò vào bên trong bình luôn ấy. Anh muốn vệ sinh ấy, là anh thò cái vải vào là anh lau hết ở bên trong luôn. Dòng này thì không được, dòng này chỉ có 58 thôi. Mà dòng ống 70 giá nó cao lắm. Mà nó chất lượng, nóng nhanh. Nóng 5 ngày cơ mà. Dòng này của nó tối đa có 4 ngày thôi. Không phải nó nằm dưới đáy nha. Đó, cho nên là nếu mà anh khóa cái đường nước cấp vô, anh chạy được tí là hết nước rồi. Thế nên anh vẫn phải mở để nó đẩy nước lên. Lâu lâu lắm nhà, ví dụ như nắp máy thấp quá ấy, thì muốn gắn cái ống nước xuống ở dưới thì em gắn cho được. Mà anh gắn ở dưới thì nếu mà ví dụ nắng liên tục thì sẽ có, nhưng mà nếu mà trời mưa là anh mở nó lâu nóng lắm. Ok, thế là cái ron mới nha mọi người, ron 58. Đây là cái ống của nó này. Chỗ kia có chỗ đào xả nước không anh? Xả để vệ sinh cái ống này em ạ. Hư cho anh không muốn, anh không thay đi vặn bữa vặn xả xong rồi nó bục nó hư luôn. Alo. Nha chị ơi. Đúng rồi, chị ở đâu vậy? Ở nhà chị có bị sao chị? Chảy nước còn sao ta? Nhưng mà làm sao mà biết nó chảy chị? Rồi rồi rồi, cái chị xài nước giếng hay nước máy đi chị? Rồi rồi, chị ở đường nào em chạy qua em coi cho. Phường An Bình luôn hả? Ủa, 3726, cái đó nó nằm trên đường gì chị nhỉ? À rồi rồi, em biết rồi. Vậy thì em chạy lối cầu Bửu Hòa vào gần không? Chị biết cầu Bửu không? Chị biết cầu Bửu Hòa không? Ủa bây giờ đâu qua tới cầu Bửu Hòa bên đây mà. Sao chị?
Trời, cái cầu Biểu Hòa đó, chỉ biết cái cầu Biểu Hòa đó là chạy xuống một cái là đụng cái đường Trần Quốc Toản luôn đấy. Nó có cái khu công nghiệp ở ngay cạnh đó luôn đấy. Nằm trên đường Trần Quốc Toản luôn mà. Rồi, em biết rồi. Chừng nào chỉ có ở nhà em chạy qua em coi cho. Được. Rồi, em giờ nào cũng làm, ngày nào cũng làm mà đâu có nghỉ đâu. Rồi, gọi chị số này đúng không? Em Cảnh chị ạ, à? Đinh Văn Cảnh chị ơi. Rồi, ok, có gì em đưa số sáng mai em gọi cho. Vâng, vâng. Rồi, ok chị. Luôn như vậy thì được không anh? Thì vào được rồi đó. Đừng xúc nha anh. Anh chỉ dựng lên và anh đổ xuống thôi. Bữa xúc thằng em nó xúc một cái nó nổ. Okay. Nói chung là mình thay xong mấy cái dòng rong mới rồi nha mọi người. Cái này để nó chảy nhiều quá, cái xốp này nó bị đen hết ra luôn. Đặt cái chỗ nó bị chảy này, mọi người nhìn nó bị xét xét, mấy cái này là bị nước nó chảy nhé. Giờ mình sẽ gắn cái ống thủy tinh vô. Có gì đâu. Đang nốt vậy. Thì đó sửa cho ổng 500 ngàn. Khoe nó bữa sửa cho ổng 500 ngàn. Bên khu dân tư ta nông thiệt. Cúc đi xây. Không đứng là bị hư bên mà lại sửa là không phải. À, thay ro 500 ngàn. Ổng cũng đi làm không biết nhưng mà báo cáo cho ổng là người nhà báo cáo là thay ro. Nếu mà không nhầm thì vậy là có cái chị gái gì ở nhà rồi. Đúng rồi. Bữa mình còn thay cho bà chứ quá gì nữa ấy thôi. Đúng rồi, cái thầy khóa bên khu dân cư ta công nghiệp á. Lâu rồi mà. Lâu rồi. Nó không còn lưu số đâu, không cho ấy. Nói xài máy nước nóng năng lượng mà không có nước nóng được mình, mấy ngày tắm không có nước nóng. Nước nóng biết đây bây giờ không có nước nóng làm đâu có tắm được. Rõ ràng nhiều khi cũng chẳng lạnh đâu mà cứ tắm nó quen rồi đấy. Quen nó bị trắng bụi ngay gì nó dứa không nó hoạt quật ra là để nó đẹp. Ở ngoài thị trường quá trời hiệu ngọt biết là xài tốt. Thằng Á này nó có công ty rồi, công ty nó lớn. Không xài A Ariston. Ờ đúng rồi. Thì đó. Mấy lần đầu xuống bảo hành á là miễn phí mà cuối cùng cũng tốn tiền á. Đâu phải là miễn phí không đâu. Thì em đi sửa lại đây. Nhiều khi gọi nó còn không tới. Anh gọi nó còn đúng rồi, gọi mấy ngày nó mới tới mà. Hẹn cả tuần nữa. Em nghĩ làm chờ đã rồi nó không tới. Nó
thì bên đại thành thì chia làm ba mảng, mảng quảng bá, mảng tuyên quảng cáo, mảng với công ty đi giới thiệu, mảng còn lại là mảng kỹ thuật, mảng ảnh. Ba cái mảng đó là kỹ thuật đấy, là mình kỹ thuật bao nhiêu nhá, không phải mỗi lần lên anh gọi lên là về công ty chúng em về kỹ thuật trực tiếp với anh em bảo hành hay không là mình kỹ thuật nó lo hết. Chứ không phải là ví dụ như anh gọi lên công ty của giám đốc nhà máy xác nhận bắt đầu nhiều thêm kia gì thì kỹ thuật nó lo hết rồi. Ok rồi cho mọi người. Đây là rong cũ của nó, bốn cái nói chung là bốn cái nó bị chạch xối xả nên mình cứ tay bốn cái thôi, hạn chế không có vận động được mấy cái kia. Từ khi động được mấy cái kia nó hay bị phát sinh, nó bị rò, hư rong nên phải tay nữa để nó dừng, chỉ tay có bốn ống thôi. Giờ mình nước, đây là cái vòi nước mình mở ra rồi nhé.